máy bơm chìm nhựa, vỏ nhựa để có thể hút cái hóa chất hay nước muối loại 50W này. Thì đây là cái tem sản phẩm. Đường kính ống của nó là 1 inch 25mm nhé. Thế còn lưu lượng tối đa thì là 70 lít trên 1 phút. Thì cái này nó chạy bằng điện DC 24V. Đó. Em chỉ có ắc quy thì sẽ chạy được. Đó. Bao bì thì nó như vậy. Cái này nó xuất đi nhiều nước cho nên là nó có nhiều thứ tiếng nhé. Ok. Tổng quan sản phẩm này. Thì anh chị sẽ nối cái hai cái đầu dây da này vào nguồn ắc quy nhé. Số điện thoại liên hệ thì là 0901460163. Công ty mình một tầng.